Mạnh Quỳnh, Phi Nhung đã làm quá nhiều điều tốt nhưng gặp phải người xấu. Tôi tin rằng không ai có thể thay thế được Phi Nhung trong trái tim, cuộc đời ca hát của tôi, Mạnh Quỳnh nói. Rạng sáng ngày 13 tháng 10 theo giờ Việt Nam, tang lễ của ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Huệ Quang tại California. Tham dự đám tang có đông đảo nghệ sĩ và khán giả hâm mộ, ai cũng xót xa cho nữ ca sĩ. Sau khi tang lễ diễn ra, kênh Vinahome TV đã phỏng vấn một số nghệ sĩ đến dự. Người mẫu Đức Tiến cho biết, tôi cũng như rất nhiều anh chị em nghệ sĩ khác ngày hôm nay đến đây thắp nén nhang tiễn đưa chị Phi Nhung và chia sẻ nỗi mất mát lớn lao với người thân gia đình chị. Tôi mong sao chị Phi Nhung mãi được tốt lành và về cõi bình yên. Ca sĩ Mạnh Quỳnh tâm sự, hôm nay là một ngày nhớ đời, không bao giờ quên được của bản thân tôi, cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ và khán thính giả yêu mến Phi Nhung. Tôi rất xúc động khi nhìn thấy nhiều khán giả từ phương xa tới, nhiều người ở tiểu bang khác cũng bay về đây để chia buồn, thắp nén nhang cầu nguyện tiễn đưa Phi Nhung. Điều đó cho thấy Phi Nhung được rất nhiều khán giả yêu mến thương xót, đó là một niềm hạnh phúc không phải ai cũng có được. Dù người ta có nói ra nói vào thế nào thì khán giả vẫn yêu mến Phi Nhung đến giờ phút này. Tôi cầu mong Phi Nhung được về cõi vĩnh hằng một cách an lành và yên vui nơi chốn đó. Phi Nhung sống trong cuộc đời này đã làm quá nhiều điều tốt rồi, nhưng đôi khi lại gặp phải những người xấu nghĩ sai, nghĩ không tốt về cô ấy. Bởi vậy nên tôi nghĩ Phi Nhung ra đi như vậy là một sự giải thoát khỏi tất cả những đau khổ cô ấy phải chịu đựng. Đó cũng là một lời nhắc nhở tới tất cả mọi người nên sống yêu thương nhau, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh. Cuộc sống vô thường lắm nên yêu thương nhau hơn là thù ghét. Sự ra đi của Phi Nhung là mất mát quá lớn trong cuộc đời tôi, sẽ không bao giờ tôi quên được Phi Nhung, vì chúng tôi đã song ca với nhau 22 năm, hơn nửa quãng đời của hai đứa tôi rồi. Tôi tin rằng không ai có thể thay thế được Phi Nhung trong trái tim, cuộc đời ca hát của tôi. Ca sĩ Đan Nguyên cũng xúc động nói, tôi thương chị Phi Nhung lắm, tôi vẫn nhớ những chuyến đi lưu diễn Úc Châu, hai chị em tôi cùng diễn trên một sân khấu và đùa giỡn với nhau rất nhiều. Dù chị Phi Nhung lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, nhưng lúc nào trên sân khấu cũng gọi tôi là anh. Chị là người nghệ sĩ quá đáng yêu, quá tuyệt vời. Tôi tin rằng chị sẽ được nhớ mãi. Chị Phi Nhung là một ca sĩ hát rất hay, có duyên và có tâm rất tốt. Tới giờ phút này tôi không thể ngờ chị Phi Nhung lại ra đi nhanh như vậy, thật sự không thể tin được. Chị đã mãi mãi ra đi, đây là nỗi buồn rất lớn với các anh chị em nghệ sĩ và khán giả yêu mến chị. Chị đã đóng góp cho đất nước Việt Nam rất nhiều, mọi người sẽ nhớ chị mãi. Tương lai của Hồ Văn Cường và nỗi buồn của một tang gia. Khi mọi chuyện đã qua đi và các thẩm phán online lại có phiên tòa khác phải phán xử, liệu tương lai của Hồ Văn Cường sẽ thế nào? Tôi lớn lên với sự ghét bỏ gia đình nhà nội, bố mẹ tôi không có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Những năm dài sống trong khó khăn và những xung đột khiến mẹ tôi luôn có một cái nhìn khắc nghiệt về nhà nội của tôi. Bà có một động tác rất cơ bản mỗi khi tức giận, đó là trút hết những ấm ức trong lòng vào con mình, bằng lời nói, bằng những câu chuyện, được bà nhìn nhận một chiều, bằng sự thất vọng và cả nỗi buồn. Ngày ấy mới chỉ là một đứa trẻ chưa thể phân định đúng sai, nhưng tôi yêu mẹ biết bao và tôi tin vào mọi lời mẹ nói. Trong mắt tôi tất cả những kẻ làm mẹ buồn đều tệ. Với một thiếu niên đang lớn thật khó để nhìn rõ những lằn ranh mập mờ của đúng sai. Cuộc sống là thế. Trong gia đình khi mà có những mối quan hệ sự can dự của người thân, những ranh giới đó lại càng khó nhận biết. Những gia đình hạnh phúc đều hạnh phúc giống nhau, những gia đình không hạnh phúc lại bất hạnh theo cách của riêng mình. Ở trong mỗi tổ hợp với vẻ ngoài tưởng như đầm ấm ấy, ta không thể biết được rằng có tấn bi kịch nào đang diễn ra hay những rắc rối mà chỉ những người trong gia đình đó mới hiểu rõ. Khi câu chuyện của Hồ Văn Cường được đẩy lên cực độ, tôi nhìn thấy đâu đó một chút hình ảnh của tuổi thơ trong Cường. Ở đây tôi không quy kết hay buộc tội cho ai, bởi sau cùng câu chuyện ra sao chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Và tôi tin rằng ai cũng đã có đủ những đau khổ sau sự ra đi của Phi Nhung. Nhưng có lẽ những xung đột và hiểu lầm nhỏ trong va chạm gia đình khiến chúng ta muốn quay lưng với nhau trong chốc lát. Điều đó dễ hiểu, dù có nhiều người phải đánh đổi bằng nhiều tháng năm lạnh nhạt với người thân như tôi. Nhưng tôi có một cơ hội được nhìn lại và mở lòng một lần nữa. Còn Cường giờ đây dù có muốn, thì khi ngoảnh lại Phi Nhung cũng chẳng còn ở đằng sau. Dù ủng hộ hay không ủng hộ, chúng ta đều phải thừa nhận Hồ Văn Cường đang phải đối mặt với áp lực truyền thông quá khủng khiếp so với lứa tuổi của cậu. Thật khó để nhìn ra một tương lai của Cường trong làng giải trí, bởi nếu nhìn lại sang hiện tại sau nhiều năm đi hát, Cường đâu có gì ngoài một ký ức đẹp ở Việt Nam Idol Kids và những lần đi diễn được kèm cặp bởi mẹ Phi Nhung. Bên cạnh đó là một gia tài toàn những công kích trái chiều khi toàn bộ câu chuyện này được nổ ra.
Hãy thẳng thắn với nhau mà nói, Hồ Văn Cường chưa bao giờ là một cái tên hot, ngay cả trong lĩnh vực nhạc bolero sở trường. Cường có giọng hát nhưng không có sức hút trên sân khấu, cũng rụt rè và không có bản lĩnh trình diễn để tạo ra sự kết nối với khán giả. Cường cũng có thể rất đáng thương và đâu đó người ta sẽ rung động với câu chuyện buồn của cậu, nhưng đó là trên mạng. Còn để khán giả thật sự bỏ tiền tới xem mình nghe nhạc, đâu phải chỉ dựa vào tình thương. Các bầu show là những người hiểu hơn ai hết thị hiếu khách hàng của mình, và họ đều thẳng thần chia sẻ rằng chưa hề có kế hoạch mời Cường diễn trong thời gian tới, hoàn toàn dựa trên sự công tâm của người làm kinh doanh. Ta đều biết để sinh tồn trong showbiz cần nhiều hơn là những ồn ào. Tất cả scandal trong thời gian vừa rồi thật ra chỉ mang đến cho Cường thứ duy nhất là những câu chuyện buồn bã, nhuốm màu tiêu cực và xót thương. Ai có thể vin vào những thứ đó để nổi tiếng bằng những chiêu trò gây sốc khác hay đơn giản là họ ồn ào nhưng họ có sức hút và sản phẩm mang đến thực sự hay. Cường ở chiều ngược lại, rõ ràng không thể có được những dũng cảm để dấn thân vào con đường chiêu trò và trở thành một thảm họa Internet hay bất cứ thứ gì đó giống thế. Còn nếu muốn làm nghệ thuật và dùng sự quan tâm của dân mạng để làm đòn bẩy cho mình bứt phá sau này, Cường thật sự không thể làm điều đó một mình. Cường cần một người đỡ đầu đủ bản lĩnh để cán đáng và vẽ ra cho Cường một con đường có thể đi. Nhưng sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, sẽ là rất dũng cảm để ai đó gạt bỏ những e ngại để đồng hành cùng với Cường trong thời gian tới. Ở trong showbiz, sự ồn ào trong những mối quan hệ quản lý nghệ sĩ luôn là điều tối kỵ. Anh và tôi đồng hành, nếu sau thành chuyện không thành, ta chỉ nên lặng lẽ chia xa, thay vì biến nó thành một cuộc phán xét công khai của các quan tòa mạng. Có lẽ đó là một kịch bản bớt khó khăn hơn. Với từng đáy tiền trong tài khoản, họ có thể xây dựng một cuộc sống mới đầy đủ và bình yên, ít nhất là để vượt qua cơn bão lúc này, và biết đâu sau này Cường lại có thể tiếp tục hát. Theo những gì ta biết, cả bố và mẹ Cường thật ra đều thoải mái với việc sống cùng Phi Nhung từ trước nay. Họ lựa chọn điều đó, và khi giờ đây Cường và gia đình buộc phải rời nhà của Phi Nhung, đồng nghĩa với việc họ phải tự lập trên đôi chân và đôi tay của mình. 1 tỷ có thể là tiền, nhưng cũng có thể là rác, là giấy lộn, nếu không có sự chi tiêu hợp lý. Họ chỉ còn cơ hội lớn nhất này trong tay để thay đổi cuộc sống của mình và con trai của mình, nên chúng ta hãy tin vào những điều tốt đẹp nhất. Nhìn về hiện tại trong những khoảnh khắc trước mắt, ta thấy nỗi buồn xót xa của một tang gia. Bởi nếu có một nỗi cay đắng nào lớn nhất trong người đã khuất, thì đó là nỗi cay đắng khi họ vừa ra đi chưa lâu. Người đời đã vội mổ xẻ phán xét cho những câu chuyện của họ lúc còn ở dương thế, trái với cảnh bi hài nháo nhác ở đám ma của cụ cố tổ ở hạnh phúc của một tang gia. Người ta thấy xót xa vì sự đối nghịch giữa cái hân hoan giả lạ của đám con cháu và sự ra đi mãi mãi của một người thân. Thì đây giữa đời sống thật, khi chỉ mới ra đi 1 tuần, ta xót xa vì cái tên Phi Nhung lại bị đưa ra trong những cuộc giày xéo phân tích đúng sai của cư dân mạng. Cay đắng cho người ra đi vì những lời mỉa mai buộc tội dù họ đã chẳng còn trên đời. Buồn cho người ở lại vì rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Những gì ta thấy chỉ là một nỗi buồn và cay đắng đến xé lòng, khi một tang gia phải đứng giữa những ồn ào thị phi về người đã khuất.